Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về kích kỳ của hoa lan. Thì đây là cái video để mình vừa chia sẻ cách làm mà vừa là thực nghiệm cho chính bản thân mình. Thì trước tiên là mình phải chuẩn bị các cái dụng cụ. Như mình thì mình sử dụng cái kích kỳ Pro của Mỹ và một số cái dụng cụ, như là cái dụng cụ để khơi cái mắt ngủ ra, nhẹ nhàng khơi mắt ngủ ra, rồi đục vô cái một cây sắt nhỏ để mình đục vô cái thân, và cái keo liền sẹo sau khi mình khơi cái xi lanh để mình bơm sẵn cái kích kỳ vô, chích vô cái lỗ khi mà mình đục, và một số mình chia sẻ một số cái cây mình đã kích rồi. Thì mình cũng nói thêm đó là những cái video này đó là mình chỉ vừa chia sẻ mà là vừa là cái thực nghiệm của bản thân mình, đồng thời là mình có bán lại cái thuốc Kiki Pro mà mình sử dụng. Thì, trước khi bạn Kiki thì bạn nên chọn cái khúc thân nào mà khỏe mà mạnh mập mạp, nhưng mà tuy nhiên là có những cái khúc thân mà nó không được khỏe mạnh. Mà đối với những cái mặt hoa đẹp thì bạn vẫn kích. Thì ở đây mình có một cái khúc thân này, nó cũng không có được mập mạp lắm, nhưng mà nó còn rất là nhiều mắt ngủ và mặt hoa của nó rất là đẹp, nên mình cũng tận dụng lại tất cả các mắt ngủ của nó để mình kích cho lên. Và khi mà mình thực nghiệm xem, bây giờ bữa nay là ngày 24, mình làm video clip 24 tháng 2 năm 2019, mình làm video clip 24 tháng 1 chứ. Mà 24 tháng 1 2019 thì mình làm video clip này để chia sẻ, để xem khi nào nó lên mình sẽ làm một cái video review về cái kết quả. Thứ tiên là mình sẽ đi khơi các cái mắt ngủ nó còn khỏe trên cái thân này. Thì mình đưa lại gần để các bạn xem một số cái mắt ngủ nó còn khỏe, mình khơi ra, khơi nhẹ nhàng tránh làm tổn thương các cái mắt ngủ. Trước khi bạn khơi thì bạn cũng nên là ngâm nước hoặc là bạn tưới qua một lúc cho các cái mắt ngủ này nó mập, nó dễ thấm thuốc hơn. Mình khơi nhẹ nhàng để tí nữa mình sẽ bôi qua một cái lớp kích kỳ ở trên nữa, để đảm bảo là nó được thấm được hết thuốc vào cái phần này. Và có những cái mắt mình cũng không biết nó còn sống hay không, nhưng mình cứ khơi. Đây là một số cái mắt mình ráng kích để lên cái những cái mặt hoa đẹp. Ở đây mình không có cắt khúc nhỏ ra nha, mình chỉ có để nguyên một khúc lớn luôn. Các bạn có thể cắt ra, để vừa sau mình sẽ làm một video clip này, cắt từng khúc nhỏ ra thì xem sao. Còn bây giờ thì mình chỉ làm clip là một cái khúc lớn thôi. Mình lấy một cái dụng cụ nhọn này, mà hơi sắc đó. Mình khơi các cái lớp vỏ lộ trên cái mắt ngủ này đi. Khơi nhẹ nhàng tránh làm tổn thương. Tại vì khi bạn tổn thương nó là cái thuốc nó ngấm vào là nó sẽ làm hư luôn cái mắt ngủ. Chỉ khơi nhẹ nhàng với vỏ lụa thôi. Rồi, tôi đã khơi xong rồi nha. Ở đây tôi sẽ đi khoan lỗ trên cái mắt ngủ. Đây tôi sẽ chọn các cái vị trí là ở khoảng giữa ở phía dưới cái mắt ngủ, hoặc là cũng có thể là ở phía bên hông, khoan vô khoảng 1 mm. Các bạn cũng có thể khoan xong trịch xong mấy bên hông này, nói chung là ở các khoảng giữa. Còn bạn mà muốn nhanh hơn đó thì bạn khoan ở phía trên này, nhưng mà phía trên này thì rất là dễ bị hư mắt ngủ, thì mình muốn an toàn thì mình khoan ở khoảng giữa thôi, nó thấm thuốc từ từ. Mình nên khoan lật sang một bên hông một xíu, không nên khoan chính giữa.
là sang mày xíu để cho nó an toàn cho cái mắt ngủ của bạn. Rồi, các bạn. Nó cũng đơn giản lắm các bạn. Các bạn xem video nhớ like và subscribe đăng ký cho mình nha. Và nhấn vào chuông để xem các video mới nhất của mình nha. Rồi, tôi đã khoan các cái mắt ngủ. Mình nhẹ nhàng. Rồi. Xong sau đó tôi sẽ lấy xi lanh để bơm một các thuốc kích kỳ rò nhập từ Mỹ về vào các cái mắt ngủ này. Nhiều bạn cũng kích kỳ, nhưng mà có những bạn thì kích kỳ thì hiệu quả, nhưng có những bạn thì chưa hiệu quả. Đó là do cái thuốc của bạn hoặc là cái cách kích kỳ của bạn nó chưa được hiệu quả. Còn riêng tôi chỉ hướng dẫn cách của tôi thôi. Và một số cái kết quả mà tôi đạt được, bạn nào muốn mua thuốc thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại 0846 746 016 để mua thuốc ha. Thuốc kích kỳ Pro Mỹ này thì tôi bán lẻ là 5ml là 200.000, 10ml là 350 và 20ml là 600 nha. Đó, tôi bơm thuốc vô các cái hốc này, có cái lỗ mà tôi quan sẵn, và tôi bôi, đồng thời bôi lên mắt ngủ nữa. Để ý các cái đầu chùm chỗ này nó vẫn còn có những cái mắt ngủ nhỏ của nó nha, đừng bỏ lỡ nó. Rồi bôi vô mắt ngủ, rồi bơm vô.